thêm khởi động mô hình bông bóng du lịch giữa Đài Loan và Cộng hòa Palau vào lúc 4 giờ chiều ngày 28 tháng 3, tổng thống Palau Sheringer Vips đáp máy bay tới Đài Loan. Đây là chuyến công du đầu tiên của tổng thống Palau sau khi nhậm chức cũng là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Đài Loan thời hậu dịch. We are definitely excited. We are ready and to be here to launch this special uh, travel uh, corridor Tổng thống Blau Schulegen Vips đặc biệt giới thiệu trong lúc phát biểu, cho biết thành viên trong chuyến thăm này bao gồm đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Blau. Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, thì nước Blau không thể nhận được lô vaccine đầu tiên. Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng thống Schulegen triển khai chuyến thăm này tương đối ngắn ngày. Theo lịch sắp đặt, sáng ngày 29 đến bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe, luôn tiện thăm hỏi người dân Blau đang điều trị tại Đài Loan. Tới tối, mở cuộc họp báo quốc tế, sau đó dự yến tiệc do Thủ tướng Tô Sinh Sương thiết đãi. Sáng ngày 30, dự hoạt động quảng bá du lịch Blau. Vào buổi chiều, có buổi ngập mặt với Tổng thống Thanh Văn. Vào ngày 31, tham quan trang trại trang nuôi thí nghiệm ở Đài Nam. Ngày 1 tháng 4, sẽ cùng với đoàn du lịch triển khai tour bong bóng du lịch đầu tiên rời khỏi Đài Loan. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho biết, đối với chuyến thăm của Tổng thống Brown sẽ áp dụng cách lấy mẫu xét nghiệm trước khi xuất cảnh, khi vào ở khách sạn sẽ sử dụng thang máy riêng, phân luồng tuyến di chuyển để tránh tiếp xúc với dân chúng. Được biết, trong chuyến thăm này, Tổng thống Brown mong muốn có thể xúc tiến cơ hội thương mại giữa Đài Loan và Brown, chứng hơn kinh tế và tăng cường lĩnh vực hợp tác y dược giữa hai bên. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, Đài Loan và Blao sẽ triển khai mô hình bong bóng du lịch với đoàn khách khởi hành đầu tiên đều kính chỗ. Tuy nhiên, sau chuyến thăm đầu tiên này thì tình trạng bán tour lại không còn sôi động nữa, chỉ có khoảng 50% tour được bán ra. Theo công ty lữ hành đánh giá, do quy định phải tăng cường quản lý sức khỏe khi về nước và giá bán của mỗi tour đạt khoảng 70.000 đại tệ, khiến nhiều du khách không dám đặt tour. Trước hiện tượng vé tour ế ẩm, doanh nghiệp tích cực tung ra giá tour khuyến mại như công ty lửa hành Phoenix điều chỉnh giá bán tour đoàn 3 ngày 4 đêm là 46.900 đại tệ. Công ty Lounge Travel cũng giảm giá khuyến mại xuống hơn 60.000 đại tệ để thu hút được nhiều khách hơn. Hiệp hội đã bảo chất lượng du lịch phân tích rằng cho dù có mở cửa du lịch Lào hay những điểm du lịch khác, sau dịch COVID-19, xu hướng du lịch quốc tế sẽ có nhiều thay đổi, bao gồm năng lực, ngành giao thông và lượng đón tiếp của khách sạn ở địa phương đều sụt giảm, sự tác động của giá vé máy bay lên giá. Vì vậy, người dân nên bắt đầu chuẩn bị về mặt tâm lý, việc hưởng thụ giá tour thấp sẽ trở thành là chuyện dị vãng. Trong hai ngày nay, trên toàn Đài Loan và các đảo ngoài khơi, phần nhiều đều đón những thời tiết ổn định. Nhiều mây không mưa, nhiệt độ ở khu vực Nguyệt My cao hùng lên cao tới 33,9 độ C. Tuy nhiên, tình trạng ổn định này không mang lại hiệu quả cho các hồ chứa nước. Cục khí tượng dự báo thời tiết cho tuần tới, trừ khu vực đón gió và đông bán bộ ra những khu vực khác vẫn ít mưa. Tuần tới là vào dịp đón tiết thanh minh, thông thường vào ngày này sẽ có mưa rơi rất phức, nhưng e rằng sẽ không thấy được cảnh quan này nữa. Theo số liệu dự báo của châu Âu, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, Đài Loan đạt tỷ lệ mưa cực thấp, nên khuyến cáo người dân trong lúc đi tạo một ngoài việc chống nắng cũng nên tránh ngay ra đám cháy. Chuyên gia khí tượng cho biết, theo số liệu hiện nay cho thấy, trước ngày 2 tháng 4 có tỷ lệ mưa thấp, những ngày sau đó cũng không mấy khả quan, cho thấy trong cả tháng tư tới có lượng mưa vô cùng thấp. Sau ngày tiết thanh minh ở các khu vực bao gồm Đại Trung, Miêu Lực, khu phía Bắc Trương Hóa sẽ bắt đầu chương trình hạn chế cấp nước sinh hoạt theo lịch phân chia cấp nước 5 ngày và cúp nước 2 ngày. Phần nhiều trường học đều có trên 1.000 học sinh, vì vậy trường học các cấp cũng khẩn trương chuẩn bị việc ứng phó. Bên cạnh việc yêu cầu học sinh tự mang nước uống đến trường, tạm ngừng sử dụng một phần nhà vệ sinh, đồng thời thay thế bằng thùng để dội nước. Ở các bồn nước cũng dự trữ trước nước sạch và tạm không mở cửa nhà trường sau lúc tan trường. Sự kiện tàu container Ever Given mắc cạn tại kênh đào Suez bước vào ngày thứ Sáu. Theo thông tin mới nhất, mũi tàu được dịch chuyển và thương tàu đã nổi dừng, xoay trở lại đúng hướng di chuyển. Phía công ty Evergreen Marine phát đi thông báo đã nạo vét hơn 20.000 tấn cát trong nỗ lực giải cứu con tàu. Theo phía công ty BSM quản lý kỹ thuật của tàu Ever Given, mũi tàu bị hỏng trong quá trình giải cứu nhưng đã sử dụng máy bơm công suất lớn hút toàn bộ nước ra khỏi khoang. Trạng thái thân tàu được cân bằng ổn định và đã có thêm hai tàu kéo mang cờ của Hà Lan và Ý tham gia vào công tác giải cứu. Ngày 28 tháng 3, người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết, Tổng thống Ai Cập đã ra định sớm chuẩn bị bóc dở hàng để giảm tải cho tàu Ever Given. Tuy nhiên, một số hàng trên tàu cần phải có thiết bị đặc biệt để bóc dở. Chính quyền Ai Cập đã cho mời công ty Hà Lan đánh giá xem việc nên cử loại tàu này đến hỗ trợ.